Giờ mùa hè Việt Nam 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều và Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con tu nữ tinh hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2022, Phật lịch 2565, đề tài hôm nay: Môn học Phật pháp cơ bản, phần 2, Phật pháp tứ diệu đế, phần 1 do Thượng tọa Giác Đẳng biên giảng, biên soạn và giảng dạy. Và mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo, và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo, và con kính cung thỉnh Ngài. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh viễn tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lệ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu bổ ngăn ngừa mọi tai hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hay khổ, người sợ hay sợ hãi, người sầu hay sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Và sa thú lâm thầy, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Và tiếp theo chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập pháp thoại hôm nay. Và chúng con thành kính cung thỉnh Ngài. Anh Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Phân Địa Tư Phật. Kính chào Hòa Thượng Chấp Đẳng, Thượng Tọa Tự Viên, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức có mặt ở trong rung. Thân chào tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay cái lớp và cái môn học môn Phật pháp cơ bản, chúng ta học phần 2 và bài học đầu tiên, tức là chúng ta học về cái pháp tứ diệu đế, nhưng đây chỉ mới là cái phần 1, như là giới thiệu về cái giáo lý tứ diệu đế. Giáo lý tứ diệu đế quan trọng như thế nào, và một giáo lý gồm cả lời dạy của Đức Phật, và chẳng những của Đức Phật hiện tại, mà giáo lý tứ diệu đế là giáo lý được chư Phật ở trong quá khứ thuyết giảng. Điều này ở trong tạng luật đã ghi lại rõ ràng ở trong mỗi một cái sự kiện xảy ra. Cho nên ở đây chúng ta có thể học chậm chậm
để chúng tôi có thể hiểu được cái giáo lý quan trọng này. Và việc mà người ta nói, người ta phân loại những cái đạo được theo thừa nào, thập nhị nhân duyên theo thừa nào và tứ đế theo thừa nào, thì cái đó đó chỉ là cái quan điểm của đời sau hậu sanh. Làm cho cái giáo lý tứ đế để kế phần giá trị đi, chúng ta hãy bỏ cái quan điểm đó. Có thể nói rằng là khi một người lĩnh hội được tứ diệu lý, người đó đã hiểu được toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Ở đây thưa quý vị, cái việc mà tỏ ngộ tứ đế có chú giải giải thích cái Ariya Sacca bốn chật thì tiết vô thù, giác ngộ được cứ đế gọi là Phật. Ariya Sacca sinh năm e tu mang kỳ lập trong 38 pháp an lành này, thì trong cái bài kệ thứ 9 Đức Phật ngài có nói rõ cô cho Brahmacharya sa Ariya Sacca na dasana dipana sacchikriya e tu mang kỳ lập. Ở trong đó người mà tỏ ngộ được tứ đế, sự tỏ ngộ được tứ đế là cái pháp, được cái nhân, là cái điểm cát tường, vân vân. Cho nên cái giáo lý tứ đế không phải là diễn hiểu, nhưng cũng không phải là nó khó khăn cho chúng ta lắm để chúng ta thấu đáo thông suốt. Chúng ta cần phải nghe, học và thực hành. Bây giờ thì xin mời cô tu nữ Tịnh Hạnh đọc cho chính phần bài học hôm nay, tứ đế phần 1. Rồi sau đó chúng ta cũng thỉnh của thượng giác đẳng vị ân sư của môn học này sẽ trình bày xin mời cô Tịnh Hạnh là môn của thầy cho. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân hòa thượng Tuệ Siêu. Phần 2 Phật pháp tứ diệu đế phần 1 không phải là một đề tài giữa bao nhiêu đề tài Phật pháp. Bất cứ một hành trình hay nỗ lực lớn lao nào đều cần có cái nhìn toàn diện. Điều này có nghĩa là sự nhận thức rõ ràng về thực trạng, nguyên nhân của vấn đề, giải pháp và phương cách thực hiện. Không có cái nhìn nhất quán
thì chẳng những phí phạm thời gian, công sức cho những thứ vô ích mà còn dẫn đến sự thất bại vì hiểu biết sai lạc. Tứ Diệu Đế được Đức Phật giảng trong bài Pháp Tiên Khởi hay Kinh Chuyển Pháp Luân và được nhấn mạnh là trọng tâm của giáo Pháp cho đến khi Đức Thế Tôn viên tịch, đều cho thấy tầm quan trọng của Tứ Diệu Đế. Không nên quan niệm Tứ Diệu Đế là một đề tài pháp số trong hàng trăm đề tài khác của Phật Pháp. Người học Phật không thể không có cái nhìn nghiêm túc về điểm này. Tứ Diệu Đế được thí dụ là dấu chân voi trong rừng với chiều kích rộng lớn bao hàm tất cả dấu chân con vật khác, cũng như Tứ Diệu Đế bao hàm những gì được Đức Phật giảng dạy. Đây là tổng quan của giáo Pháp. Nếu hiểu biết bất cứ điều nào đó trong kinh điển mà xem như nằm ngoài Tứ Diệu Đế đều đi ngược lại những gì Phật dạy. Thí dụ trong kinh Singalo Wadasutta, Đức Phật dạy những pháp mà người chồng nên thực hành đối với vợ và ngược lại có những pháp mà người vợ nên có đối với chồng. Thoạt nghe thì những điều này mang tính thế tục, không liên quan gì đến Tứ Diệu Đế. Trên thực tế thì tất cả đều nói về những hệ lụy của kiếp nhân sinh, khổ đế và giải pháp dù ngắn hạn hay dài hạn. Diệu đế không có nghĩa là sự thật cao siêu của triết lý. Chữ diệu đế thường được ngộ nhận là chân lý cao siêu theo cách ca ngợi. Trong tín ngưỡng cũng như văn hóa, người ta thường dùng rất nhiều mỹ từ để nói về những gì mình thích. Trong trường hợp Tứ Diệu Đế được định nghĩa là bốn sự thật vi diệu, thì chữ vi diệu không mang ý nghĩa ca ngợi. Giống như nói về một phương thuốc rất tốt để chữa chứng bệnh nào đó, thì chữ rất tốt là nói về công năng chứ không phải là lời khen. Phải học Tứ Diệu Đế với tinh thần ứng dụng thực tiễn. Phải hiểu Tứ Diệu Đế như tấm bản đồ hay thuốc trị bệnh. Giá trị của tấm bản đồ là hướng dẫn đường đi, chứ không phải ở giấy in tốt hay màu sắc đẹp. Giá trị của thuốc trị bệnh cũng vậy. Không nên quan niệm thuốc hay giá tiền ở bao bì đẹp hay vị thuốc ngon ngọt, mà chính ở hiệu năng trị bệnh. Tứ Diệu Đế nhấn mạnh tính cách cấp thiết của sự tu tập. Một đặc điểm cần lưu ý là Tứ Diệu Đế nhấn mạnh tới nhu cầu cấp cách của sự tu tập để giải quyết vấn đề thiết yếu là giải thoát khổ đau. Những thí dụ về lửa cháy trên đầu hay mũi tên độc cần nhổ ra để trị thương nói rõ tại sao nên có thái độ kịp thời đối với hệ lụy của cuộc sống. Từ lý thuyết đến thực hành, Tứ Diệu Đế không phải khái niệm về giáo pháp hay cái nhìn chung về cuộc sống mà bao hàm cả pháp học, pháp hành, pháp thành. Sẽ là một điều rất sai lầm nếu hiểu Tứ Diệu Đế là phần lý thuyết, sự học hiểu đến những hành trình dẫn đến giác ngộ, thì Tứ Diệu Đế đều cần được thẩm định như ba luân 12 chuyển được Đức Phật dạy trong kinh Chuyển Pháp Luân. Giáo lý tứ đế cho thấy sự tách biệt giữa lý thuyết và thực hành là điều vô nghĩa. Một số lớn Phật tử thường tranh luận về chủ trương nên học hay nên thực hành, nhưng hai trường phái khác biệt. Thật ra đây là cái nhìn phiến diện. Cũng như khi người ta muốn trị COVID mà không hiểu về COVID là hoang tưởng. Không có gì để phải tranh cãi về lợi ích cả hai lý thuyết và thực hành. Bốn sự thật về khổ, nhân sinh khổ, sự diệt khổ, con đường đưa đến sự diệt khổ là một kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự hiểu biết và thực hành cụ thể. Có một liên hệ trọng yếu giữa tổng quát và chi tiết, như một hành trình dài đòi hỏi cách nhìn chung về đường đi, điểm đến, đồng thời cũng cần tập chú vào từng giai đoạn. Không có nhìn chung thì mất phương hướng, thiếu hiểu về chi tiết thì sẽ tạo nên nhiều vấp váp. Giáo lý Tứ Diệu Đế hàm chứa cả hai cái nhìn tổng quan và sự ứng dụng cụ thể. Biên soạn giáo trình tỳ kheo Giác Đẳng, và chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng từ bi trách giảng bài học hôm nay, và chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Xin cảm ơn cô Tu Lê Tinh Hạnh.
mô Bích Thay Giác, kính đảnh lễ Hòa Thượng Thế Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa thì hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào bài học đầu tiên trong Phật Pháp. Và bài đầu tiên này, đề tài mà chúng tôi lựa chọn đó là Tứ Diệu Đế. Thưa vị, có lẽ là một điều thường làm cho chúng tôi cảm thấy không có hoan hỷ lắm khi mà trong những buổi giảng hay là trong đọc trong sách, thường thấy các người Phật tử, ngay cả các vị xuất gia, đề cập đến giáo lý Tứ Đế như là một đề tài trong số nhiều đề tài của Phật Pháp. Thậm chí là có một quyển sách có tên là Phật Pháp và của Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiên Ân và Hòa Thượng Thiện Châu biên soạn, là cái quyển sách Đối Đầu Dương và Phật Pháp của gia đình Phật tử Việt Nam. Thứ gì các vị học về điểm này thì giống như là pháp số, là Tứ Đế, là Lục Hòa, là Tứ Nhất Pháp, vân vân. Khi mà mình đề cập Tứ Đế như là một đề tài pháp số thì thật ra chúng ta vô tình đặt mình vào trong cái vị thế là không có nêu được cái giá trị thực sự, cái tầm quan trọng của Tứ Diệu Đế ở trong giáo pháp của Đức Phật và trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Đây là một điều rất là đáng tiếc. Thậm chí chúng tôi có nghe một vị sư hỏi chúng tôi về một số các bài kinh quan trọng, thì chúng tôi có đề cập đến một số bài kinh, ví dụ kinh Kalama, nhưng bài kinh đầu tiên thì chúng tôi có nói về kinh Chỉ Pháp Luân. Thì vị này nói rằng chắc thường gọi cho con đề nghị đầu khác cái mấy bài kinh như kinh Chỉ Pháp Luân thì thật sự chỉ nói về Tứ Đế thôi chứ không có cái gì đặc biệt. Khi mà chúng tôi nghe một vị sư có ở trong chùa và có học Phật Pháp và đề cập như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng đó là một điều rất là đáng ngại. Rất là đáng ngại khi mà một vị tu sĩ đã học và lớn lên trong Phật Pháp mà có không đỡ hời hợt, chẳng những hời hợt mà còn nghĩ rằng đó là điều quá dễ hiểu nên thì không đáng để đầu tư, cố gắng đi tìm cái bài kinh nào mà có tất cả được cao siêu và cao siêu hơn. Thì thưa quý vị, trọn bài học ngày hôm nay chúng ta không đi vào những cái chi phần của Tứ Đế như là Cổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế, mà trong bài học ngày hôm nay chúng ta nên có một cái nhìn về cái vị trí, cái giá trị và cái tầm quan trọng của Tứ Đế ở trong giáo lý của Đức Phật. Điều này đặc biệt rất là quan trọng với một người học Phật Pháp nghiêm túc và thực hành nghiêm túc. Cái khổ mà chúng ta thường gặp phải trong thế giới ngày hôm nay là đôi khi, thưa quý vị, chúng ta có quá nhiều thứ được bày ra trước mắt. Nhưng mà rồi để lựa chọn một thứ, để ăn một món và để thưởng thức một thứ đó, thì nó chỉ cho chúng ta cảm giác rằng đó là một ở trong muôn một, một ở trong nhiều thứ, đơn giản như vậy. Tuy nhiên, với một người có học Phật Pháp và đọc qua một số các kinh điển thì chúng ta thấy rằng chính Đức Phật hoặc giả là những vị đại đệ tử của Đức Phật như là Tôn giả Xá Lợi Phất chẳng hạn, thì có một cách đề cập đến giáo
Lý Tứ Đế khác biệt với cái nhìn mà nãy giờ chúng tôi vừa đề cập. Thứ nhất thưa quý vị, cuộc sống nó chỉ thật sự có một sự đầu tư, có sự một bắt đầu nghiêm túc khi mà chúng ta có được một cái nhìn tổng quan về hành trình, về những gì mình theo đuổi. Mình đang ở vị trí nào? Có những vấn đề gì? Có những gì phải vượt qua? Và cái mục đích của mình là gì? Cái tiêu chí mình là gì? Và chúng ta đạt đến nó bằng cái phương cách nào? Chúng ta khoan nói đến nội dung của Tứ Đế, mà chúng ta chỉ nói tổng quát thôi, là ở trong đời sống ấy chúng ta muốn giải quyết vấn đề gì đó thì chúng ta phải hiểu rõ vấn đề đó, vấn đề nằm chỗ nào, nguyên nhân nó ra sao, và thế nào là giải pháp, và thế nào để đạt được giải pháp đó. Đó là một cái hiệu của Tứ Đế. Hoặc giả là cái vì có những người sống trong cuộc đời này, sống trong qua ngày đoạn tháng mà chưa bao giờ nhận thấy được rằng mình nên có một cái định hướng cụ thể là mình muốn cái gì, và trên cái con đường đi đến đó đó thì mình bắt đầu từ cái vị trí nào và làm sao để đạt được mục đích đó, và nếu có trở ngại thì trở ngại nằm ở đâu. Những điều này đều rất là quan trọng. Chúng tôi hy vọng rằng trong bài học ngày hôm nay đó thì chúng tôi sẽ chia làm 3 phần như quý vị thấy ở trong bài học. Và mỗi một phần chúng tôi sẽ ngừng lại để có phần thảo luận. Và chúng tôi tin rằng Hòa Thượng Tuệ Siêu và Chư Tôn Đức cũng sẽ có nhiều cái góp ý cho đề tài, những đề tài Phật Pháp này. Bởi vì như vậy đó thì chúng ta mới được có nhiều cái nhìn khác nhau về một điều mà kể như xem ra rất là hời hợt. Phải nói rằng cái nhìn toàn diện đó là cái nhìn rất là cần. Ví dụ như là bây giờ chúng tôi làm trụ trì trong một ngôi chùa, mà ưng cái gì làm cái đó, chứ không có nghĩ đến cái đường dài là một cái ngôi chùa chung đi làm thế nào, cái đường hướng của chùa hoạt động thế nào, thì những gì mình đang làm có thể là nó thừa, có thể là mai hậu lắm, có giá trị nữa. Hay là một người bước vào cuộc tu mà chỉ nghĩ đến làm sao để mình mặc y, chỉ để mình cạo đầu, nó sẽ không có ý nghĩa. Cho đến khi nào mà mình thấy được cái mục đích mình tu là gì, và mình phát xuất từ cái điểm nào mà để đạt cái mục đích mình phải làm gì. Chúng tôi nhớ rằng có một lần chúng tôi nghe một gia đình tương đối là khá giả ở Seattle, mà họ là người gốc Hoa, họ nói chuyện với người Hồi giáo. Chúng tôi chỉ ngồi đó nghe thôi. Thì ông này nói như vậy, ông nói rằng ông thấy rằng người Việt Nam và người Hoa có cái khác nhau là người Việt Nam đôi khi thường là, ngoại trừ một số gia đình đó, chú trọng về khoa bảng, thì muốn con học lớn lên là có bằng cấp, có địa vị là kỹ sư bác sĩ. Còn ngoài ra thì có nhiều người Việt Nam sống là sống cho qua ngày thôi, và không có hung đúc con để làm gì. Nhưng mà ông nói đặc biệt là trong nhiều gia đình người Hoa đó, là họ luôn luôn nhắc con cái là lớn lên phải làm giàu, và làm giàu là phải lo người buôn bán, người vô thương bất phú. Thật ra con hồi nhỏ đó, nó đã có cái ý thức làm sao có một ít vốn, vốn đó nếu cha mẹ cho họ, hay là có cái đi làm có vốn, rồi từ cái vốn đó họ sẽ bắt đầu gây dựng sự kia là đi làm ăn, đi làm ăn buôn bán, rồi trong buôn bán đó thì mới làm giàu. Chứ không phải giống như là mình rồi lớn lên rồi mình chỉ mong mình chia được tài sản của cha mẹ, hay là mình đói thì chạy ra sau mình hái rau bắt ốc mình ăn, chứ mình không có nghĩ đến chuyện là về lâu về dài mình làm cái gì. Thì ông nói rằng chính cái sự hung đúc của một đứa con hồi còn nhỏ đó cho nó có cái tầm nhìn hơi xa một chút, là muốn sống mà sống tốt, sống thoải mái đó, thì phải có tiền bạc. Và muốn có tiền bạc đó, thì phải biết cách làm ăn. Và muốn biết cách làm ăn là phải học làm ăn, và học từ nhỏ.
Bởi vì có nhiều khi có những người Hoa đó, họ có một ít tiền thôi, thì họ cũng tìm cách, họ dùng cái số tiền đó để tạo thêm vốn bằng cách là vay mượn, rồi từ chủ cái vốn nhỏ đó họ ghi một cái cơ sở thương mại nhỏ, từ cơ sở mại đi thương mại lớn. Họ có cái nhìn về đường dài, có tầm nhìn đường dài. Còn chúng ta, thưa quý vị, thì nó mang tới cách là vui buồn nhất thôi. Ngay cả quý vị thấy trong cộng đồng người Việt Nam á, dù trong nước hay ngoài nước á, chúng ta ít có cái nhìn lâu dài lắm, mà chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện là mình theo bên này, mình chống bên kia, thích cái này, thích cái kia. Thật ra trong cuộc sống á, cái chuyện mà theo lý chủ nghĩa này hay chống quốc gia kia, chống nọ, nó không phải là một cái cứu cánh của dân tộc đâu, nó không phải là cứu cánh của cộng đồng. Cái cứu cánh của chúng ta không phải là để sùng bái một chủ nghĩa, hay là để chạy đuổi theo một cái chuyện mà phe đảng của bên này bên kia, mà chúng ta hãy có cái nhìn nghiêm túc là cái mục đích về lâu về dài, đó là cái sự an nguy phát triển của một dân tộc, của một quê hương. Cái đó là cái điểm chính, cái đó là cái trọng tâm. Và có được cái nhìn đường dài đó thì chúng ta mới sống hiện tại một cách tốt. Nếu mà chúng ta không có cái nhìn về đường dài đó, thì chúng ta sẽ sống một điều mà ông bà chúng ta ngày xưa là sống rất đoạn. Sống rất đoạn là cứ thích ai thì chống, thích ai thì chửi, theo bên này theo bên kia, mà không nghĩ đến cái hệ quả lâu dài. Chúng ta phải có cái nhìn lâu dài. Thì đời tu cũng vậy, thưa quý vị. Đời tu rất cần là chúng ta quên đi những cái nhất thời, mà chúng ta phải có một cái ý thức rõ là tại sao mình tu, và cái mục đích đường dài là làm cái gì. Chứ không phải là mình nói mình tu có nghĩa là mình mặc chiếc áo tu vào rồi mà vào chùa ở, cái đó là mình tu. Cái đó không phải là cứu cánh. Nếu mà cứu cánh của sự tu tập có nghĩa là cạo đồ mặc y cho vào chùa ở đó, thì thật ra nó cũng không có ý nghĩa gì hết. Nó phải là cứu cánh, nó phải có một cái gì đó. Như là khi mà mình xuất gia xây di đó, thì luôn luôn mình đọc một cái bài để mình nhân nghi đến vị thầy và nhận vị thầy lại đó. Trong đó có câu nói rằng với cái mục đích đó là đoạn tận tất cả đau khổ, chứng ngộ niết bàn. Con xin dâng y này đến ngài Hòa Thượng Mông Ngài nhận lãnh, rồi cho con được xuất gia. Ví dụ như vậy. Dạ. Nó phải có một cái hướng rõ rệt. Thì cái giáo lý tứ đế, thưa quý vị, là một cái nhìn toàn diện về giáo pháp của Đức Phật và về hành trình của những người con Phật. Chúng ta nhận thấy rằng cuộc sống này, hoặc sớm hoặc muộn, hoặc chống hoặc về, thì tất cả chúng ta đều phải chết. Chúng ta đều phải trải qua những cái điều trái ý nghịch lòng. Chúng ta đều phải sống với cái nội tâm đầy phiền não, đầy những cái cảm xúc bị động. Và bởi vì mình ý thức được rằng mình có bệnh, mình có cái nhu cầu để trị bệnh, và phải trị bệnh bằng cách nào, thì đó là cái nhìn toàn diện. Nếu mà chúng ta không có một cái ý thức toàn diện đó, thì chúng ta tu giống để cho vui, thấy người ta làm thì mình làm theo, ai rủ thì mình cũng làm theo, ngay cả chùa cũng vậy. Mà chúng ta không thấy có một cái giá trị cơ sở căn bản cho đời sống tinh thần. Chúng tôi thấy có nhiều trường hợp là rất là đáng tội nghiệp. Một người bình thường thì không bao giờ biết đến Phật Pháp, không bao giờ biết đến nghe kinh, không bao giờ biết đến suy nghĩ. Nhưng mà rồi khi hấp hối hay khi chết đi, thỉnh cái tăng về tụng kinh. Thì thật ra làm nhà sư thì chúng tôi cũng đáp ứng chuyện đó, không có gì hết. Nhưng mà chúng tôi thấy điều đó là đáng tiếc. Đáng tiếc lắm. Bởi vì sao vậy? Tại sao phải chờ tới khi hấp hối mình mới nói tụng thời kinh? Tại sao chúng bình thường chúng ta không có những giờ phút để chúng ta xin niệm về Phật Pháp? Chúng ta tự hỏi rằng cái ánh sáng của Phật Pháp soi rọi điều gì cho chúng ta? Và thông thường đời sống hàng ngày đó, chúng ta xem Phật Pháp như là một cái môn để tiêu khiển, một cái môn để tranh luận, một cái môn để triết lý dông dài. Và chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng tại sao mà mình có một cái nhu cầu để tu, nhu cầu để học ở trong đời sống. Vì vậy nếu chúng ta học tứ diệu đế một cách nghiêm túc đó, thì chúng ta sẽ
sớm nhận ra rằng đây không phải là một đề tài trong những đề tài, mà đây là một cái bản đồ của cả cuộc hành trình. Đây là cái tổng quan mà tất cả chúng ta cần học, cần biết. Chúng ta trở lại với một ít lịch sử đó, là khi Đức Thế Tôn Ngài rời Bồ Đề Đạo Tràng để đi đến độc quyền chịu pháp luân, bài pháp đầu tiên không phải là một bài pháp mang tính tình cờ, mang tính khế cơ. Bài pháp đầu tiên của một vị Phật, một vị chánh đẳng chánh giác, bài pháp đó đó chứa được cái cơ sở nền tảng cho toàn bộ giáo pháp. Bài pháp rất là quan trọng. Bài pháp đó đó được khởi đầu bằng lời dạy của Đức Phật là người tu tập nên tránh hai cực đoan là lợi dưỡng và khổ hạnh. Và Ngài tuyên bố đường trung đạo. Con đường trung đạo đó là đường chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh định. Mà con đường trung đạo đó, đó là dựa trên cái cơ sở của tứ đế. Tứ đế đó là chúng ta sống trong một thế giới khổ, chúng ta sống giữa sự đau khổ. Sự đau khổ gặm nhấm chúng ta từng giờ bị sự khổ chi phối. Có lẽ là chúng ta không bao giờ nghĩ một buổi sáng rất là an lạc, mặt trời mọc, hoa nở ở ngoài sân, có gì đâu mà gọi là đau khổ. Nhưng mà kỳ thực, thưa quý vị, mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút, chúng ta phải chật vật phấn đấu với cái gì? Với cái bất toàn của đời sống. Dạ. Mình không cho nó ăn thì nó sẽ đói, không cho nó uống thì nó sẽ khát, không đại tiện tiểu tiện thì mình sẽ chết. Và nếu chúng ta không có mặc đồ ấm thì cái thân chúng ta nó sẽ bị cảm lạnh, mà không có máy điều hòa thì chúng ta sẽ nóng được bội. Mỗi ngày chúng ta phải liệu toan trăm muôn ngàn thứ. Nếu mà chúng ta nghĩ cho kỹ thì bản thân của mỗi người chúng ta giống một chiếc xe mà nó được chế tác ra với rất nhiều điểm bất toàn, nó không có hoàn hảo. Và do nó bất toàn, ở trên đường đi chúng ta luôn luôn phải chuẩn bị làm sao để cho nó đừng có hết đồ hết nhớt, nó đừng có đứt dây sơn, nó đừng có bị bể máy, nó đừng có cái này cái kia, nhiệt độ không có tăng quá, máy nó không bị nóng quá, vân vân. Mà chúng ta cứ phải ôm lấy một cái chiếc xe, ôm với một cái bộ máy mà nó có nhiều cái khuyết điểm như vậy, mà không phải chỉ một thời một lúc, mà cả cuộc đời của chúng ta. Quan nói đến nội, quan nói đến nội tâm, quan nói đến tâm, chỉ riêng cái thân của chúng ta thôi, thưa quý vị, nó đã là có quá nhiều thứ phải lo rồi. Ăn thì phải ăn sao cho đủ, ngủ sao chủ cho đủ. Những nhu cầu cơ thể là tắm rửa giặt giũ, trăm muôn ngàn thứ phải lo cho thân. Lúc trẻ nó có vấn đề của trẻ, lúc trung niên có vấn đề trung niên, lúc già có vấn đề của già, chưa kể đến bao nhiêu hệ lụy của đời sống. Vì vậy khi mà Đức Phật Ngài dạy bài kinh chịu pháp luân đó, thì Ngài đề cập đến sự tránh xa cực đoan và phải tu tập sự trung đạo. Và trung đạo nó dựa trên cái nền tảng của tứ đế. Và tứ đế cũng ở trong kinh chịu pháp luân phải được học, phải được hành, phải được chứng đạt qua cả phương diện là pháp học, pháp hành, pháp thành, tức là chúng ta nói ba luân 12 điểm. Và chính bản thân của Đức Phật Ngài cũng khẳng định rằng nếu bốn chân lý vi diệu không được Đức Phật Ngài giác ngộ với ba luân 12 điểm thì Ngài không có nhận với chư thiên nhân loại, chư thiên ma vương, phạm thiên, hội chúng sa môn và la môn rằng Như Lai là vị chánh đẳng chánh giác. Đó là sự khẳng định của Đức Phật. Thì vậy nếu mà chúng ta học Phật pháp, chúng ta sẽ thấy rằng giáo lý tứ đế có một cái vị thế vô song, một vị thế không có bất cứ một pháp nào khác có thể sánh bằng. Và chẳng như vậy, mà trong nhiều bài kinh, thí dụ như là kinh thí dụ dấu chân voi,
mà ngày xưa chúng ta gọi là tượng tích dụ, kinh tượng tích dụ, đại kinh và tiểu kinh đó. Thì ngài Xá Lợi Phất, một vị thánh đệ tử cao đồ của Đức Phật, ngài cũng nhấn mạnh rằng dấu chân voi nó đủ lớn để mà tất cả những chân con vật khác có thể bỏ lọt vào trong được. Giáo lý tứ đế là một giáo lý phổ quát quan trọng lớn, có thể hàm chứa, hàm tận tất cả những giáo pháp khác của Đức Phật. Thì thưa quý vị, chúng ta nghe rất nhiều lời dạy, đôi khi chúng ta nghĩ rằng cái đó nó không liên quan đến khổ đế, không liên quan đến tập đế, không liên quan đến đạo đế, nó là giáo pháp hoàn toàn khác. Như vậy làm sao nói là giáo pháp nào cũng nằm trong giáo lý tứ đế? Nhưng mà có bao giờ chúng ta nghe Đức Phật dạy không? Xưa và nay Như Lai chỉ dạy về sự khổ và sự diệt khổ. Và nếu sự khổ và sự diệt khổ là toàn bộ giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta nên khẳng định rằng giáo lý tứ đế là một giáo lý của tầm cỡ lớn, không phải là đơn giản. Chúng tôi xin được tạm ngưng ngang ở đây một chút để hỏi rằng bạch Hòa Thượng Tề Siêu, không biết Hòa Thượng có còn ở trước máy không? Nếu Hòa Thượng Tề Siêu có ở trước máy, xin thỉnh Hòa Thượng có một vài lời sau khi chúng ta nói về cái chúng ta nói về đoạn thứ nhất này. Có lẽ Hòa Thượng Tề Siêu không có mặt ở trước máy. Thượng tọa Tư Huyền ấy, Thượng tọa Tư Huyền có mặt ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Thì tôi tự nguyện, nếu một người là một chuyến đi trong cuộc đời, nhưng mà người đó không có cái nhìn toàn diện, điểm đến là gì, đường đi là gì, những chướng ngại nào phải vượt qua, và phải làm thế nào để vượt qua chướng ngại, thì cái hành trình nó có bất ổn không? Xin cái thỉnh ý kiến của tôi tự nguyện. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, và chúng ta kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu và thượng nhất đẳng, thượng tọa minh hạnh, đại đức tự tri, đại đức tự đức, xuống nguyên thông cùng chư tăng tăng hiện diện, tăng trạng nội quý tu nương cùng chư Phật tử. Và quả thật, chúng ta có thể nói rằng nếu như mà chúng ta chuẩn bị cho một cái hành trình hay một chuyến đi, mà chúng ta không có một cái sự sắp xếp, hay chúng ta không có muốn hiểu biết gì về cuộc hành trình đó, về cái lợi, cái trở ngại khi nó sẽ xảy ra đối với chúng ta, thì đây là một điều quá là bất lợi. Cũng như cuộc tu này cũng thế. Nếu chúng ta không có sự chuẩn bị, thì quả thật cuộc tu này nó cũng gặp vô vàn cái trở ngại ở trong cuộc đời. Chúng ta hướng tới cái điểm đến, cái đích đến của chính mình, nhưng hoàn toàn chúng ta chỉ biết đi, rồi lúc đó có thể cái chỗ này, cái chỗ hoang vắng. Ví dụ như bây giờ đi trên một chiếc xe ô tô đi, đi chiếc xe hơi, quý vị đang chạy, rồi có một lúc đó nó hết xăng. Nếu như chúng ta không có một sự hiểu biết được gần đây nó có cây xăng hay là nó không có cây xăng, mà chúng ta cứ chạy mãi để khi hết xăng, đây là một sự bất lợi của chính chúng ta. Hay khi chúng ta đang đi như vậy, lỡ nó hư máy thì chúng ta phải xử lý ra sao? Thì chúng ta phải có một chương trình cho mình một cách rõ ràng. Và khi chúng ta đang đi như vậy thì chúng ta đói bụng thì chúng ta phải như thế nào? Chúng ta đi và chúng ta mệt quá, chúng ta cần cái chỗ để nghỉ ngơi, thì cái chỗ nghỉ ngơi nó ở đâu? Thì như là có một cái quầy chúng ta định vị để đó. Và một cái thao tác hơn nữa, đó chính là mình phải có một sự chuẩn bị một cách bài bản, một cách tốt đẹp. Rồi chúng ta đi, chúng ta cũng phải biết nó có nhiều thứ lắm, nó trở ngại về cái thời gian, hay trở ngại về cái thời tiết, nó trở ngại về nhiều khi ở nơi đó cái giờ giấc sinh hoạt nó ra sao, ở cái chỗ đó người ta sinh hoạt như thế nào, người ta có buôn bán những cái thứ mà chúng ta cần hay không, vân vân.
thì tất cả những điều đó đều được chúng ta phải có một cái sự hoàn bị. Chứ nếu như chúng ta không có chuẩn bị thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị cái gì, bị cái sự trở ngại, là lúc chúng ta không biết xoay trở ra sao. Cũng như ở trong cái cuộc tu này cũng vậy, nếu chúng ta không hiểu biết được một cách bài bản, một cách căn bản, thì chắc chắn rằng cuộc tu chúng ta có trở ngại và chúng ta khó đến cái đích của cuộc tu cũng như chuyến đi đó. Nếu như không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì chắc chắn rằng chúng ta không bao giờ đến đích của cái chuyến đi đó, của cuộc đi đó. Ở trong cuộc đời này nó cũng như thế thôi. Nếu chúng ta không có một sự trù bị, không có một sự chuẩn bị cẩn thận, mà trong công việc, trong cái việc tu hành cũng như thế, phải có một lý tưởng, phải có một cái lòng quyết tâm, phải có một sự cố gắng, phải có trí tuệ. Thì cái trí tuệ ở đây tức là mà chúng ta phải biết nó. Nếu như có những cái sự trở ngại, có những sự cám dỗ, có những sự thử thách thì sẽ ra sao trong đời tu mình hay trong cuộc sống của mình, và làm sao để chúng ta vượt qua cái trở ngại đó, làm sao chúng ta vượt qua được cái sự thử thách, cái sự trở ngại đó, là chúng ta phải hiểu. Chứ không phải là tu, là tu bước vô chúng ta nói tu. Cũng như thí dụ bây giờ sự thật ra mà nói, để mà hiểu như Hòa Thượng hồi nãy đã nói đó, chúng ta cứ cho là cái tứ đế nó đơn giản à, để hiểu về cái tứ đế bao nhiêu đó thôi, nó là một trạm xe cho chúng ta đi. Và đến đi từng trạm xe thứ nhất, trạm xe thứ hai, trạm xe thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Trong bảy trạm xe này là con đường đi của chúng ta. Chúng ta phải từng trạm, trạm nào chúng, mà chúng ta phải đi qua bảy cái trạm xe này. Và bảy trạm xe đó, chúng ta phải biết từng cái trạm xe đó nó như thế nào, như thế nào. Cuộc đời nó phải vậy đó. Thì cuộc tu nó phải như thế đó. Chứ nào mà chúng ta đi một cách mù mờ, chúng ta đi một cách tức là không hiểu biết một cách rành mạch, một cách căn bản tốt đẹp, thì như cái bài kinh trạm xe vậy đó, thì chắc chắn là chúng ta không tới được, và chúng ta cũng không thể đi đến cái trạm xe cuối cùng được. Hay là chúng ta nói rằng chúng ta bỏ cái trạm xe thứ nhất, bỏ trạm xe thứ hai, bỏ trạm xe thứ ba, là bây giờ chúng ta đã đến trạm xe thứ bảy, thì chuyện đó không có. Con đường này phải đi qua bảy trạm xe này. Thì ở đó cái lý và cái sự chúng ta phải hiểu. Nếu chúng ta chưa nhìn sự thật cái khổ bằng một cái biến tri, sự khổ cần phải được biến tri, cái nguyên nhân sinh khổ cần phải được diệt trừ, cái sự chấm dứt khổ cần phải được thành tựu, và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ cần phải được tu tập. Chúng ta không hiểu được cái yếu lý đó thì không thể nào chúng ta hiểu được cái pháp và luật. Bởi vì như cái bánh xe mà vô như dấu chân voi mà, thì tinh thần đó, ý nghĩa đó, mọi con người đi trên cuộc đời này, dù cho tu hay là không tu, không tu thì phải có ý niệm với cuộc sống của chính mình, cái nghề nghiệp của chính mình. Còn nếu như là một cuộc tu thì phải có một lý tưởng, phải có một trí tuệ, phải có một sự tinh tấn và có một sự quyết định. Cũng như một người đi đường, hiểu biết được cái đường đi là một chuyện, phải biết được cái sức khỏe của mình, phải biết được thời tiết, và phải biết được cái điều kiện mình nó ra sao, thì chúng ta nắm đầy đủ tất cả mọi thứ, thì chúng ta từ điểm A này đến điểm B kia quả chăng có thể thành tựu được. Còn nếu như mà chúng ta không có hiểu gì hết, không có cái nhìn toàn diện về cái việc đi đường, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ trở ngại vô cùng nhiều, và cái đường đến, cái đích đến, cái điểm đến cuối cùng mà chúng ta khó đến nó, bởi vì quá nhiều chướng ngại, quá nhiều trở ngại, là chúng ta cũng phải bỏ cuộc. Dạ, đó là điều chắc như vậy. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, đây chính là cái vài lời mà con có cái sự giải quyết như vậy. Nếu có điều gì cần một chút, từ kính công thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Thầy Giác.
sao trong cái trình thì thật tuyệt quyền. Cái bậc chi công đức và từ những điều kiện cái phần thứ hai chúng tôi muốn đề cập đến ở trong bài học này là về cái tính cách thực tiễn của giáo lý tứ đế. Ở đây sẽ chỉ đưa ra điều này đó là bởi vì khi mà chúng ta nói đến tứ diệu đế đó, thì mình hiểu đó là bốn chân lý vi diệu. Và nếu chúng ta không khéo thì chúng ta hiểu chữ vi diệu hay là chữ diệu đế đó, đó là một cách ca ngợi. Và để sống ngày hôm nay đó thì người ta nói rằng chúng ta rất là dễ dùng những lời có cánh hay là những lời khách sáo để ca ngợi bất cứ điều gì. Giống như mình nói rằng giáo pháp cao siêu, giáo pháp vô thượng, rồi giáo pháp thù diệu vân vân, mình diễn đạt này nói giống cái lời mình ca ngợi. Nhưng mà chữ diệu đế ở đây đó không có nghĩa là một cái chữ diệu, không phải là một lời xứng đáng, không phải là một lời ca ngợi. Cũng như chúng ta nói rằng mình đến gặp một ông thầy thuốc, mình nói là chứng bệnh, và ông thầy chỉ mình là chạy ra tiệm mua thuốc này, ông nói là thuốc này là tốt cho bệnh của mình, thì cái chữ tốt đó đó nó hoàn toàn không có mang cái ý nghĩa mà chúng ta nói là sự ca ngợi. Và cái tốt đó là bởi vì đơn giản là cái thuốc đó trị được bệnh đó. Dạ, đơn giản như vậy. Mình phải thấy rõ điều này, và không thấy được điều này đó thì đôi khi chúng ta rơi vào trong một cái trường hợp là sáu ngữ, gặp cái gì cũng ca ngợi, gặp cái gì cũng rất là hoan hỷ. Nhưng mà ca ngợi là ca ngợi, không phải là một cái gì mà chúng ta gọi là cụ thể thiết thực. Nên khi chúng ta học Phật Pháp trong cái giáo nghĩa của Đức Phật, thì thưa quý Phật tử, đề cập đến giáo lý tứ đế, luôn luôn chúng ta phải đặt một cái câu hỏi. Dạ, đặt một câu hỏi là cái giá trị thực sự của giáo lý tứ đế là gì? Chúng ta đem điều đó vào trong đời sống hàng ngày ra sao? Ví dụ như là mình nấu chè mà cái đậu nó cứ sượng hoài, thì cái đậu bị sượng hoài hay là hột sen bị sượng hoài đó là vấn đề. Thì chắc chắn có những người họ nấu nó mềm, mà họ nấu đúng cách, chúng ta phải học cái đúng cách đó. Và cái cách mà nấu sao cho đậu nó mềm, chè nó mềm, sen hột sen nó mềm đó, nó không phải là cái gì hoa mỹ để mình ca ngợi hết. Nhưng mà hãy làm đúng, đúng việc, hãy mình làm đúng việc thì kết quả đạt được đúng, đạt được đúng kết quả. Vì vậy khi chúng ta đi vào trong Phật Pháp nói chung và giáo lý tứ đế nói riêng đó, thì cái tinh thần thực tiễn là một cái tinh thần đặc biệt rất là quan trọng mà chúng ta phải lưu ý. Điểm thứ hai, thưa quý vị, trong giáo lý tứ đế, mặc dù nói về khổ tập diệt đạo, nhưng mà riêng của giáo lý tứ đế và giáo lý của Đức Phật đó, thì có cái tính cách mà chúng ta gọi là cấp thiết, một cái nhu cầu cấp thiết. Nó tương tự như là người bệnh. Chúng tôi có quen với một bài Phật tử mà bị bệnh đó, thì như là bệnh ung thư chẳng hạn. Thì cái thời gian mà phát hiện cái bệnh và cái thời gian chữa trị đó, nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta phát hiện quá trễ và nếu chúng ta chữa trị quá trễ đó, thì thật ra cái cơ hội để mà chữa trị được rất là khó. Ở trong đời sống chúng ta thứ gì có nhiều thứ cấp thiết lắm, và cái cấp thiết này nó mang cái gọi là thời gian tính. Ví dụ như là giáo dục. Dạ, ví dụ như là giáo dục. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đó, họ đều nhận ra rằng
khi mà mình còn nhỏ, từ cái tuổi 5 tuổi, 7 tuổi đó, tất cả trẻ em đều cần có một cái nền giáo dục mà người ta gọi là cưỡng bách giáo dục. Chữ cưỡng bách thì nghe nặng, nhưng mà đúng là cái nền giáo dục đó gọi là giáo dục bắt buộc. Tại vì khi mà mình lớn rồi mà mình phải học lại những chương trình như tiểu học, trung học rất là khó. Chúng tôi nhớ là bây giờ thì không có, nhưng mà hồi chúng tôi còn nhỏ đó, có những người mà ở trong ruộng, trong miền quê thứ gì, họ 20-30 tuổi, 40-50 tuổi rồi mà họ không biết chữ. Mà khi mà đến cái tuổi đó mà để học chữ trở lại nó khó khăn lắm. Chẳng những học chữ để mà đọc thôi nó đã khó rồi, còn cái chuyện mà hiểu về môn này môn kia như sử ký địa lý đường khó vô cùng. Thì như vậy cái chuyện học mà thời niên thiếu nó là một nhu cầu cấp thiết. Hay là chúng ta nói về, không nói về bệnh, chúng ta nói về mà chúng ta nói về làm ruộng chẳng hạn. Đức Phật ngài dạy chúng ta rằng một cái người làm ruộng mà giỏi mà hiểu việc đó thì biết được cái tính cách, cái nhu cầu cấp thiết là lúc nào nên cày ruộng, lúc nào cày ruộng là lúc nào nên bừa, lúc nào nên gieo mạ, hay lúc nào nên cấy lúa, lúc nào nên gặt lúa. Tại những điều đó nó không chờ mình đâu, mình phải chạy theo nó thôi. Bây giờ ở miền quê thì biết đó là qua cái mùa khô á, thì đất nó cứng, nó khô, mà mưa xuống đó, thì mình phải cày, phải lợi dụng nó mình cày liền. Đất nó vừa mềm là vừa cày, cày xong đó rồi mua một vài, rồi phơi đất rồi sau đó chờ mưa xuống nữa thì mình sẽ mưa ra cho nó bằng. Rồi mưa nó bằng mình để đó, mình không phải chờ đâu được, mà mình phải cấy lúa liền. Đấy lúa rồi thì lúa nó lớn lên theo cái thời gian nào đó rồi nó chín, lúa chín rồi mình phải ra gặt liền, chứ cũng không để nó. Thành ra cái việc cày đất, cái chuyện cấy lúa, cái chuyện gặt lúa nó không phải là cái chuyện ồ ơ với dầu mà mình nói rằng mình thích mình làm, thích không làm. Dạ, không có ai làm nông mà làm kiểu đó hết. Hãy làm nông á là đúng lúc thì phải cày, mà đúng lúc thì phải cấy, mà đúng lúc là phải gặt thôi. Thì theo lý tứ đế dạy cho chúng ta biết rằng trong cuộc sống này chúng ta có cái nhu cầu cấp thiết là chúng ta cần giải thoát đau khổ. Đau khổ sẽ nhận chìm chúng ta, dù đó là khổ của thân, khổ của tâm, khổ của nghiệp, khổ của hoàn cảnh, khổ của cá nhân, của quốc gia, của thế giới chẳng hạn. Cái khổ nó không phải là một cái câu chuyện nhạc đàm, không phải câu chuyện lúc tà như tử lậu, mà đó là một cái đề tài rất là cấp thiết. Cái tính cấp thiết đó phải thấy trong đời sống. Và nhờ như vậy đó thì chúng ta mới thật sự là có một cái chúng ta có một cái hiểu và hiểu tới về giáo lý tứ đế. Bởi vì chúng ta học rất là nhiều cái bài kinh, mà trong những bài kinh này thưa quý vị, Đức Phật ngài đưa ra một số các cái thí dụ như là lửa cháy trên đầu. Thì cho dù chúng ta đang có thức ăn ngon hay là có khách vân vân, nhưng mà lửa cháy trên đầu mình làm gì, mình phải dập tắt lửa. Không lửa không có thì nó phòng. Hồi xưa họ đầu cái tóc lửa cháy trên đầu là phải dập. Hay là ngài dạy về cái vết thương mà bị tên bắn vào. Thì lúc đó không phải là lúc mà hỏi là ai bắn tôi, người đó là ai, ở đâu, tại sao bắn tôi. Mà cái trước mắt là mình làm sao nhổ được mũi tên ra trước đã. Nhổ mũi tên ra, trị được, băng bó được vết thương, trị được độc rồi, những chuyện khác tới sau. Thì đó là cái nhu cầu cấp thiết. Nếu chúng ta không hiểu được cái tính cách cấp thiết này, thì chúng ta chưa hiểu về giáo lý của Đức Phật. Chúng ta chưa hiểu cái cấp thiết này, chúng ta chưa hiểu về giáo lý tứ đế. Và chúng ta chưa hiểu cái tính cấp thiết này, thì chúng ta không thấy được giá trị thật sự. Mà tại sao phải phấn đấu. Dạ. Đêm ngày lặng lẽ trôi, dạ, thời gian nó lặng lẽ trôi qua, nhưng ngày đêm nó không có trở lại. Dạ, cái tuổi tác thanh xuân của mình, thưa quý vị, nó sẽ đi qua rất nhanh. Và đến lúc nào đó thì chúng ta thấy rằng mình không có còn nhiều thì giờ để dông rủi, không còn nhiều thì giờ để phải quan phí cho việc này việc kia. Và chúng ta phải đặt vấn đề rất là nghiêm túc cho cuộc sống. Khi mà đề tài cảm đến giáo lý tứ đế đó, thì chúng ta phải hiểu cái tính cấp thiết của nó. Dạ. Tính cấp thiết
bên cạnh cái sinh thực tiễn còn nhiều cấp thiết. Tương tự như bây giờ, thưa quý vị, mình bị một chứng bệnh nào đó, mà cái chứng bệnh đó nó không chờ được phải trị liền thôi, không trị thì nó hư. Chắc chắn là như vậy, chắc chắn là cái thân mình nó sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng, chắc chắn mình sẽ bị cái khổ cho nó. Trị càng sớm thì càng ít khổ đau, trị càng sớm thì chúng ta càng thoát khỏi cái khổ đó. Do vậy, giáo lý tứ đế bên cạnh tinh thần thực tiễn còn có một ý nghĩa khác, đó là tính cấp thiết mà một người tu Phật, một người học Phật không thể không biết. Trước khi mà bước qua phần thứ ba của bài học ngày hôm nay thì xin được hỏi bạch Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng có ở trước máy và Thượng có nghe được không? Nếu Hòa Thượng Tề Siêu có ở trước máy thì xin Hòa Thượng Hoàng Hỷ cho biết để kính Hòa Thượng trả lời cho một câu thảo luận về điểm này. Nhà bạch Hòa Thượng Tề Siêu, có phải chăng là một pháp mà chúng ta thường nghe là cái pháp giải đãi đó, pháp giải đãi mà Đức Phật ngài thường đề cập trong kinh và nhất là trong cái kinh mà chúng ta sắp học đó, thì giải đãi đó là một cái thái độ hờ hững, cái thái độ ồ ơ với nhau, không thấy được tính cấp thiết của cái gọi là giải quyết sự đau khổ trong cuộc sống hàng ngày. Có đúng như vậy không? Xin Thượng Hoa Kỳ giải thích cho một vài điểm về sự liên hệ giữa cái tới cách cấp thiết của tứ đế và cái pháp không giải đãi mà Đức Phật dạy. Kính thỉnh Hòa Thượng. Anh Bồ Bồ Thầy dạ. Kính là Trị Tùng Đức Kinh Thừa Quý Phật Tử. Cái câu hỏi mà Hòa Thượng Giác Đẳng nêu, chúng tôi muốn cần biết rõ cái nội dung của cái câu hỏi đó như thế nào, cụ thể chúng tôi mới trình bày được. Cho nên xin Hòa Thượng cho một câu trên màn hình để cảm ơn người vừa thừa. Ở đây thưa quý vị, cái pháp không dễ giải đãi gọi là appamado. Thường thì ở trong cái câu nói thường kusale sutthame appamado kusale sutthame là sự không giải đãi ở trong các cái thiện pháp, tức là đã nói lên cái tính cấp thiết của sự tu tập rồi. Vì khi mà Đức Phật này thí dụ về lửa cháy trên y phục,
mình đang mặc, tức là mình không có chần chờ, mình phải nhanh chóng cấp thiết dứt khoát ngay, đừng để cho nó cháy lan ra. Hoặc là như một cái thí dụ về một người bị một mũi tên độc bắn trúng, thì không nên chần chờ trì quẩn, mà tìm hiểu coi ai bắn và người đó là người nam hay người nữ, cái hình dạng cao hay thấp, màu da trắng hay đen, mũi tên làm được bằng cái loại cây hay là lông chim, vâng vâng. Tức là phải cấp thiết để nhổ cái mũi tên nó ra và phải lập tức giải phẫu, giải độc. Thì do đó, khi mà Đức Phật Ngài dạy về cái pháp không giải đãi đó, là Ngài đã dạy về cái tánh pháp thiết của sự tu tập qua những cái thí dụ mà Ngài đã định. Sự thật thưa quý vị, khi mà một người họ sống ở trong cái cuộc sống này, nếu như họ có quá nhiều cái phước báo, cho nên họ được cái sự hạnh phúc về tài sản, họ được hạnh phúc về thân khỏe mạnh, không có mệt quản, họ hạnh phúc về cảm với trong gia đình, vợ chồng con cái được đầm ấm. Khi họ được hạnh phúc như vậy, được an vui như vậy, thì cái chuyện mà cấp thiết tu nhỏ dường như là họ không còn quan tâm đến. Một trường hợp khác, tức là một người họ khổ quá, họ bị bệnh tật hành hạ và họ sắp chết, hoặc là họ bị tuyệt vọng khi mà mất mát người thân, quốc ức khi mất mát người thân, hoặc là họ tuyệt vọng khi họ mất mát tài sản. Lúc bây giờ họ bị khủng hoảng tinh thần, chính cái sự khủng hoảng tinh thần đó cũng khiến cho họ không đủ bình tĩnh sáng suốt mà cấp thiết tu tập. Ngoại trừ những người như là tôn giả
Gotika hoặc là tôn giả Wakali hoặc là tôn giả Bodhicitta, những vị đó là những vị pháp Ba La Mật ở trong quá khứ, các ngài đào tạo rất còn đủ. Cho nên ngay trong hiện tại, đang trong lúc mà cũng như ngày với cái chết, ngay trong lúc là thân bệnh hoạn đau đớn nhức nhối, nhưng mà các ngài vẫn bình tĩnh để mà quán cái sự khổ mà chứng đắc từ đầu quả. Chứ còn phạm phu chúng ta đó, thì một là chúng ta đang vui vẻ, hai là chúng ta đang loạn tâm vì khổ, thì chúng ta không có ấy cấp thiết tu tập. Bây giờ thì trong cái trường hợp thứ ba đó, tức là một người tu tập, họ có cái sự khéo tác ý, họ nhận thức về cái khổ luân hồi, họ khéo tác ý khi mà họ không phải cái sự thất bại trên đường đời, hoặc là họ bị thiệt hại, nhưng mà cũng vừa thôi, thì lúc bây giờ họ khéo tác ý, họ mới thấy rằng đó là cái sự khổ bao vây ở trong cái cuộc sống, thì họ mới khẩn trương để họ tu tập. Thì ở đây đó, ở trong ý tứ của tất cả tiểu mục kinh Kinh Như Thị Thuyết, Đức Phật ngài có dạy hai cái pháp. Một là quán thấy những cái sự kiện như thế, sự về trên đi giác thần á, những cái sự kiện động tâm, tức là quán thấy cái khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ đi xuống đọa xứ, cái khổ vì đời vô thường đi đến chỗ bị diệt, cái khổ khi mà quán thấy đời là vô hộ vô chủ, cái khổ khi mà quán thấy đời là vô sở hữu ra đi bỏ tất cả, quán thấy đời là khiếm khuyết thiếu thốn đô lệ cho tâm ái. Khi mà suy xét đến những cái sự kiện như vậy, thì những nơi cái sự động tâm, tức là lúc đó cái tâm bắt đầu thấy cái sự cần thiết của tu tập là quý báu, rồi họ bắt đầu không giải đãi, không giải đãi
Và điều thứ hai mà Đức Phật Ngài dạy trong cái đoạn kinh này là sau khi đã động tâm thì cần phải có cái sự tinh tấn, nỗ lực muốn trừ các ác muốn tiền pháp. Thì như vậy ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng khi Đức Phật này dạy các pháp không giải đãi là đã nói lên cái tánh cấp thiết của sự tục tập. Nhưng mà bây giờ để mà chúng ta thấy được cái tính cấp thiết của sự tu tập là chúng ta phải quan sát như thế những cái sự kiện đồng tâm, rồi đồng thời chúng ta mới khẩn trương để chúng ta tu tập những cái thiện pháp. Một câu hỏi mà chỉ nói lên một cách đơn giản đó, thì không thể nào mà giúp cho chúng ta hiểu tường tận hết những cái gì cần phải nói, cần phải làm. Do đó cho nên chúng tôi trình bày vấn đề này nó qua những cái khía cạnh ở trong kinh điển, mong rằng sẽ giúp cho các Phật tử chúng ta hiểu được ý nghĩa này qua cái câu thảo luận số 2 của Thượng Giáo Đẳng Vừa Nêu Nam Mô Phật Thầy. Dạ, đạo tràng chúng con cung thỉnh thượng tọa giác hòa thượng giác đẳng ngài trời siêu đã xuống mất rồi bạch thầy. Dạ, xin lỗi quý vị, quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ bạch. Xin kính chân hòa thượng trời siêu. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta bước qua phần 3 của bài học ngày hôm nay đó. Có một điều mà chúng ta rất dễ gặp, thường gặp ở trong chùa cũng như ở ngoài đời đó, đó là sự phân chia giữa cái nói và làm, lý thuyết của sự thực hành, hay hoặc giả là như trong Phật giáo đó có phân chia pháp học và hành. Chúng tôi có thời gian sống ở Thái Lan và thỉnh thoảng đi qua Miến Điện và Tích Lan đó, thì thấy rằng đa số các vị tu sĩ thường dễ bị đưa vào một trong hai cái khuynh hướng. Một là dành thì giờ ra để mình nghiên cứu điều học, nhất là học lòng, nghiên cứu Phật Pháp và tập lý luận, tập nói về lý thuyết của Phật giáo. Và một số khác thì là chú tâm vào sự thực hành, sống trong sự yên lặng, ở nơi thanh vắng và tập trung vào hành thiền. Lâu ngày thưa quý vị tạo nên một cái nhìn của những người Phật tử nói chung là Phật Pháp á, là có hai cái ngã rẽ. Một bên á, là học minh và hành, và đôi khi người ta hay chống lẫn nhau, và dạ, chống đối lẫn nhau. Bên bị hành thì nói rằng những người học đó là chỉ biết nói mà không biết làm, còn bên các vị mà học thì nói rằng những vị hành á là thực hành nhưng mà lại không nắm được rõ cái giới pháp.
Thực ra không phải chỉ trong đạo mà ngoài đời cũng vậy, thưa quý vị. Ở ngoài đời thường là chúng ta thấy người ta cũng có những cái khuynh hướng là có những người sống luôn luôn là triết lý, rất nặng về triết lý, như là có thể bàn chuyện đông tây kim cổ, bằng bề văn học triết học vân vân. Rồi cũng có những người sống thực tế hơn, bắt tay vào việc tạo được công ăn việc làm, tạo được tài sản. Và thường thường mà những người mà gọi là làm ăn thành công giàu có đó, thì xem những người khoa bản đó là những người mà nói giỏi nhưng mà làm không giỏi. Và điều này nó dẫn đến cái tình trạng mà chúng ta thấy chung chung đó, là chúng ta hay tự đặt mình vào trong một cái vị thế phải lựa chọn giữa lý thuyết và thực hành. Khi mình học giáo lý tứ diệu đế đó, khi mình học về tứ diệu đế thì mình thấy rất là rõ là cả hai cái lý thuyết và thực hành đều quan trọng hết, rất quan trọng. Và cái này thì bổ túc cho cái kia bổ túc cho cái này, chứ không phải là mình nói rằng có cái này thì nó là không cái kia, hay có cái kia nó không cái này. Chúng ta nhìn như vậy là chúng ta nhìn rất sai. Đây là sự thành công của người Tây Phương. Thành công, rất thành công của người Tây Phương. Một thế kỷ thứ 16, thưa quý vị, thì nền văn minh của Tây Phương thật ra không có hơn nền văn minh của Ấn Độ và nền văn minh của Trung Hoa. Ấn Độ và Trung Hoa lúc đó là những cường quốc của thế giới. Nhưng mà qua thế kỷ 17, 18 á, thì Tây Phương đã vượt mặt Đông Phương hoàn toàn. Bởi vì họ đã ứng dụng một cách kết hợp với dùng giữa lý thuyết và thực hành. Những cái khoa học á, thì nó bổ túc cho kỹ thuật, và kỹ thuật có nền tảng khoa học. Và cái khoa bản không còn là một cái môn mà chỉ đặt nặng về văn chương chữ nghĩa, ngồi đó để mà làm thơ, làm câu đối, viết văn biện ngẫu giống như Việt Nam từ xưa. Mà những cái trường đại học, những cái cơ sở giáo dục đào tạo ra được những người mà chúng tôi nhớ ngày xưa người ta không có dùng chữ kỹ sư mà họ dùng chữ bác vật, và chữ bác vật tức là những người mà rất là hiểu biết về cái lý thuyết, như là thước tắc về vật lý, hóa học, về nhiều cái môn mà những môn đó nó mang cái tính thiết thực. Thí dụ như để bắt một cái cầu đi ngang một cái dòng sông và cho nó đủ bền, đủ chắc, đủ đẹp đó, thì tìm một cái người mà rất giỏi về văn thơ để mình chỉ huy, sao mình chỉ huy được. Mình phải có một người mà họ được đào tạo từ cái ngành nghề về xây dựng, về kiến trúc mới biết cái điều đó. Nhưng mà nói chung là một khi mà lý thuyết và thực hành được áp dụng một cách nhuần nhuyễn đó, thì chúng ta thấy sẽ sản sinh ra nhiều cái thành phẩm rất là đáng kể, rất là đáng nói. Cái khổ của Phật giáo, nhất là Phật giáo Việt Nam ngày nay của chúng ta đó, là có một cái khoảng cách rất lớn giữa cái mà chúng ta gọi là lý thuyết và thực hành. Những gì được dạy trong kinh điển về nhân quả nghiệp báo lần trường khác, nhưng mà ra bên ngoài, ở ngoài trong chùa, từ cái chuyện mà cúng sâu giải hạn, từ cái việc mà nghi thức mê tín gì đó, nó là một chuyện khác. Thì nó tạo cho chúng ta hai cái sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành. Và dần dà rồi giáo pháp thì trở thành một thứ dựa là lý tưởng, giáo pháp trở thành một cái môn triết lý mà không có giá trị cụ thể trong đời sống. Thậm chí chúng tôi nghe một cái câu nói nghe nó hơi buồn cười, nhưng mà nó lại là một câu nói đau lòng ở trong cộng đồng Phật giáo. Người ta nói bây giờ tiến sĩ không bằng tiến minh, tiến sĩ tức là học hành ra có bằng cấp mà có vị mà cũng không có thể nào mà khá tốt như là tiến linh. Tiến linh làm thầy cúng, thưa quý vị. Tiến sĩ không bằng tiến linh. Thì mình nghe nói câu đó thì như một cách nói ghép để cho cười, nhưng mà thực tế thì rõ ràng là trong cộng đồng Phật giáo chúng ta ngày nay có một cái ngã rẽ rất lớn giữa cái giáo lý thực sự mà Đức Phật dạy, đồng thời là những gì mà đang được tồn tại, đang được sinh hoạt ở trong các ngôi chùa, ở trong đời sống của những người Phật tử. Thì chúng ta trở lại với giáo lý tứ đế đó. Giáo lý tứ đế không phải là một cái giáo lý đơn thuần cho chúng ta cái nhân sinh quan về cuộc sống,
Dạ. Cái nhân sinh quan là đời là khổ. Nhân sinh quan đó chúng ta thấy ở trong cải lương. Dạ, vì mời chỉ chờ chút thêm một chút nhé. Dạ, quý vị chờ. Dạ, hello. À, dạ được cô, dạ được, dạ được, dạ dạ, dạ vâng, dạ vâng, dạ dạ, dạ. Dạ xin quý vị có còn nghe được chúng tôi nói không? Dạ, dạ quý vị có nghe chúng tôi nói được không vậy? Dạ xin lỗi quý Phật tử, quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ. Quý Phật tử, chúng ta rất cần để hiểu về giáo lý tứ đế, tứ diệu đế đó là một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành. Có nhiều khi ảnh hưởng cả lương đó. Chúng ta thường nói rằng cuộc đời là khổ, nhưng mà khi mình nói cuộc đời là khổ, nó là một lời than hay là một cái nhân sinh quan giữa của một cái dân tộc đã trải qua quá nhiều cái điêu linh của lịch sử, đã trải qua quá nhiều cảnh mà ly tán gia đình hay là mất mát của cải giữa cái sống và cái chết đó. Thì cái câu thang cuộc đời là khổ, câu thang đó nó không hợp với giáo lý tứ đế đâu. Nó không phải là giáo lý tứ đế mà Đức Phật dạy đâu. Đức Phật không dạy chúng ta về tứ đế để trở thành một cái triết lý, trở thành một cái nhân sinh quan của cuộc sống. Mà Đức Phật Ngài giảng giải về tứ đế đó là giống như một vị thầy thuốc. Cho chúng ta biết rằng sau khi mà định bệnh, sau khi mà chẩn bệnh thì biết rằng có bệnh. Và đây là chứng bệnh, đây là bệnh trạng. Và bệnh trạng này cần được chữa, chữa như thế nào và đến mức độ nào gọi là chữa lành bệnh. Thì đó không phải là lời than. Nhưng vị thầy nói về bệnh trạng không phải là lời than. Và đó không phải là một nhân sinh quan, mà đó là nói lên một cái thực trạng của đời sống. Và chúng ta nên hiểu có một cái rất là rõ ràng giữa không, ở đây nó cũng có cái chuyện gì mà phải trái chống lẫn nhau giữa lý thuyết và thực hành. Có một cái gì gọi là phải nói lý thuyết không phải như bốn giờ quý vị thấy rằng chúng ta muốn làm một việc gì đó thì chúng ta rất là cần để chúng ta hiểu rõ về cái cơ sở lý thuyết nền tảng, đồng thời chúng ta cũng rất cần để đào sâu vào cái việc là mình phải thực hiện cái việc cụ thể ra sao. Dạ. Thứ Phật tử rất tiếc là chúng ta hay có cái khuynh hướng là đi xa, đi quá xa và đi lệch lạc, và chính cái quá xa và lệch lạc này nó tạo cho chúng ta cái vấn đề. Dạ, tạo chúng ta vấn đề trong cuộc sống là có khi thì chúng ta muốn trở thành một cái người ngồi đó để mình triết lý chuyện đông tây kim cổ, mà có nhiều khi chúng ta cảm thấy chán ghét, chúng ta không có lý thuyết mà chỉ muốn làm thôi. Mà cái người muốn làm mà không có nắm được lý thuyết thì không làm được việc tốt, mà mình chỉ lý thuyết mà không thực hành thì thành ra mình chỉ ngồi đó để mình tán dốc thôi, chứ mình không có làm được gì hết. Do vậy thưa quý vị, chúng ta rất là cần hiểu rằng khi đề cập đến tứ đế thì cái lý thuyết và thực hành đó, nó phải được hiểu là đi chung, đi kết hợp lẫn nhau. Thưa quý không bạch hòa thượng ngày xưa hay là thượng tọa Tuệ Quyền, không biết quý ngài có vị nào có mặt ở trước máy có thể tiếp lời cho được khoảng chừng 5 phút không? Tại vì có một việc hơi gấp chút xíu để giải quyết ở đây. Dạ con, để làm ở tại đây rồi sẽ trở lại đi với bài học hôm nay. Con. Dạ.
một lần nữa xin hỏi quý ngài là không biết quý ngài có cái chuyên công đức bằng phật tử dạ thấy hòa thượng đại sư kính bạch hòa thượng và thượng quan hỷ giải thích một ít cái sự liên hệ cần thiết giữa pháp học và pháp hành như thế nào rồi ở trong khoảng 10 phút nữa xin đại sư trở lại tại vì xin đại đang có việc cần sáng nay chút xíu rồi sư dạ. Bây giờ cũng là 9:26. Nếu mà 30 phút nữa và thượng giác đẳng trở lại thì có lẽ là chúng ta hồi hướng nghĩ nhỉ. Thượng giác đẳng cũng bận cái công việc nên chúng ta cũng xin tiếp lời. Nhưng mà trước hết thì xin hỏi thượng tọa Từ Quyền có mặt ở trước máy không ạ? À? Một lần nữa xin hỏi thượng tọa Từ Quyền có mặt ở trước máy không? Dạ. Ồ. Dạ. Thượng tọa Từ Quyền xin hãy chia sẻ cái phần này rồi sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục. Là ở đây trong giáo pháp này có pháp học và pháp hành. Pratipatti Dhamma là pháp học, Pratipatti Dhamma là pháp hành. Cái pháp học nó có cần thiết hay không? Bởi vì có những người họ tuyên truyền rằng đi vào tu là chỉ hành thiền đủ rồi, đưa đến giải thoát rồi chứ khỏi cần phải pháp học. Thì khi mà họ nói lên như vậy thì thượng tọa sẽ giải thích như thế nào? Xin thỉnh thượng tọa Từ Quyền.
Xin lỗi quý Phật tử, chúng tôi không nghe gì hết và chúng tôi đã có thể trở lại, nhưng mà không biết là vị nào đang giảng và giảng cái gì, quý có vị nào cho chúng tôi biết được không? Dạ, dạ, dạ. Thì con đem tập vô thượng. Ồ, dạ, 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 À, có thể nói rằng nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta không bước qua một cái cơ sở pháp học như là của xưa sự từ xưa, mà chúng ta để mà chúng ta tu tập xuyên qua pháp này một cách chút cái để chúng ta thành tựu, thì cái điều này nó không bao giờ có, không bao giờ có được. Nhưng chúng ta nhớ lại cái về tịnh tâm xe, thứ nhất phải có giới tịnh, phải có tâm tịnh, cũng chính là một cái điều kiện mà xuyên qua pháp học, pháp hành và pháp thành ở trong tình trạng xe. Trong pháp và lực này, để muốn thành tựu quả vị sa môn pháp, chúng ta phải biết, chúng ta phải học, chúng ta phải hiểu một cách căn bản. Chúng ta đừng có lấy cái câu pháp cú ra, dù nói, dù học, dù giảng, dù nghe nhiều kinh điển, nhưng dễ vui không hành, như kẻ trăng bộ người vô phần sa môn hạnh. Những câu nói đó chúng ta phải hiểu được một cách tường tận một chút xíu, chứ không phải là chúng ta dựa trên những cái đó, dù nói nhiều kinh điển nhưng dễ vui không hành, cái đó là một cái tinh thần khác. Còn cái người mà thật học, quyết tâm học để hiểu biết được cái phương hướng, hiểu biết được một cái con đường đi, một cái vững chắc. Như chúng ta đi, như chúng ta đi thuyền vậy đó, chúng ta phải có cái quả đồ, hay là chúng ta có cái hướng để định vị để chúng ta đi nó không quay lại. Đi đường cũng vậy, cũng phải có một cái bản chỉ dẫn, chúng ta muốn đi tới chỗ đó chúng ta phải đi đến chỗ nào, chỗ nào. Cái cuộc tu này nó lại càng rối hơn, nó càng khó khăn hơn. Thuyền mà đi trên biển, xe mà lái trên lộ nữa, ở trên đường. Bởi vì nếu như chúng ta không có một cái nền tảng của pháp học, hay là nền tảng của pháp về lực, nền tảng của pháp học, thì chúng ta không thể nào chúng ta thành tựu được pháp hành. Bởi vì học Phật pháp không phải là cái tu mà tu họ, thì là tu của cái người là hên xui rồi hên rồi được, không phải vậy. Mà cái tu nó là một sự kiện, nó phải được cái trí tuệ nó hiển lộ, mà đặc biệt thiền quán. Nếu như không có trí tuệ một cách chính chắn, một cách vững chắc, thì làm sao mà chúng ta giác ngộ được. Cho nên những người mà nói rằng thôi không cần pháp học, mà chúng tôi ngồi thiền vô, chúng tôi đi vào pháp hành, thì chẳng những người đó không phải học, không phải hành trên tinh thần dỗ cho ngồi đó, mà cũng không phải là ngồi trên tinh thần giá trị của pháp hành, mà như là người mù sờ vôi thôi, hầu như là người mù sờ vôi thôi. Thì nó cũng uổng đi, tiếc đi, mất đi cái lợi ích của cuộc đời mà họ tu tập. Không phải học pháp học này, học trên tinh thần luật, học hết luật, kinh học hết kinh và luận học hết luận, mà yếu lý của thiền chỉ phải biết. Diễn tiến tình tâm như thế nào, chúng ta phải có sự nắm bắt một cách căn bản. Rồi từ chỗ đó
chúng ta trao dồi thêm khi chúng ta thực hành gặp phải những cái trở ngại, những cái phiền não của nội tại, của tiền nhiên nó khởi lên, chúng ta trình bạch các vị thầy để người ta tiếp tục là một cái học để họ trì pháp học. Một cách tức là chúng ta vừa cố gắng vừa học mà vừa hành, cũng như vừa học mà vừa làm trong một cái tầm ốc căn bản, chứ không thể nói rằng chúng ta tiến tu ổn cấp cao độ được. Đây là giá trị thật. Làm như vậy thì được tấn gì? Đó là nói rằng những người mà không có cái thiên hướng, họ không có cái rất tâm để mà họ một cách bài bản xuyên suốt, thì ít nhất họ cũng phải cầu để hiểu và đón nhận, và nhờ cái sự chỉ dẫn thì cái điều này đó còn tồn tại được. Chứ còn nếu như mà nói rằng không học, họ vô để nói thôi, họ cũng không phải là có được, tức là không có thể mà thực hành được cái pháp hành một cách cao cả. Và nếu như không có được pháp hành thì làm sao có pháp hành? Còn cái việc mà người ta không có mà người ta ra, người ta thể hiện ra điềm đạm, rồi từ từ chậm chậm theo chánh niệm, rồi tỉnh giác, rồi nói từ ngữ thôi, chứ còn không được. Phải đi qua, phải trải qua những cái đạp xe căn bản này, như là tâm tịnh hay giới tịnh. Không thể nào mà đi tắt được cái đạp xe. Nếu chúng ta đi đọc lại kỹ trong một cái đạp xe thì chúng ta mới thấy không thể vua Ba Tư Nạc mà muốn đi về, vua mà muốn đi từ Sao Thi tới Sa Kê Ta mà tự nhiên mà đi đường tắt, hay hoặc là bỏ cái trạm này bỏ trạm kia mà tới Sa Kê Ta được. Phải từng bước đi trạm xe thứ nhất cho tới từng tự tới trạm xe thứ bảy, cũng như thế nào phải có pháp học một cách căn bản. Đó là trạm xe thứ nhất. Và đi tới trạm xe thứ hai, trạm xe thứ nhất đó chính là giới và định đó, hay là giới và tâm đó, rồi mới phối hợp được, rồi chúng ta mới tiến trình vô cái tuệ được. Tức là trạm xe thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, đây là nói về cái tuệ. Thì như thế nào thì pháp và lực này phải như thế. Còn chỉ nói cái giới, chỉ nói cái tinh thần của giới, nhưng ở đó chính là một cái hàng rào, một cái bước đầu tiên phải có thành tựu ở trên tứ thân tịnh giới. Cái thành tựu ở trên cái sự kháng khích, cái sự định tâm ở một cái đề mục, và đó nhờ cái đó mà nó có thể có sát na định, hay hoặc là thầy chứng định, hay chứng các tầng thiền, vân vân. Thì ở đây nó phải có một quy trình căn bản. Chứ bây giờ họ cần thổi giới mà vô nhắm mắt chứng niệm cái tỉnh giác liền thì không chỉ nó sẽ ra. Và cái sự ghi nhận đó nó chỉ là cái tâm thiện thôi, cái tâm đại thiện thôi. Nếu như họ phóng dật thì họ không phóng dật thì chỉ là tâm thiện thôi, chứ không thể nào mà tìm ra được cái chánh niệm mà nó trong học trong đại thiện siêu thế được. Cái điều này không bao giờ có. Mà nếu như không có như thế thì làm sao mà có được cái pháp hạnh? Bởi vì phải trải qua cái gì đó, chính là như chúng ta thấy cái thế cao thượng, cái đúng cao thượng, rồi hành cao thượng, rồi giải thoát mới là cao thượng. Thấy trên cái nhìn của tâm tướng vô thường, của não vô ngã, hành cao thượng trên cái gì? Trên cái hành của bát chánh đạo, trên cái hành của tâm tướng, của ngũ uẩn, của danh, của sắc, thì chúng ta mới thành tựu được. Chứ bây giờ nếu mà nói là hoàn toàn, tức là không cần phải xuyên qua, mà chúng ta xuyên qua cái bài bản như vậy, thấy coi như là chúng ta đối diện với cái thấy của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý này bằng cái nhìn của tam tướng, tất cả pháp nó vô thường, nó từ sự kết hợp và chuyển động nhân duyên nó tạo thành như thế, chứ không phải thấy mà dính mắt trong cái thấy, nghe dính mắt trong cái nghe, và ngửi dính mắt trong cái ngửi, nhấm dính mắt trong và đụng dính mắt trong cái đụng. Thì như thế thì cái sự thấy này của chúng ta, nếu như chúng ta làm đúng thì đó sẽ như là nó trải nghiệm như một cái sự thực
để từ đó chúng ta tiến trình vào một cái thực hành cao thượng được. Ở đây là chúng tôi đang nói cái điều này thì chúng tôi nói dựa trên cái kho tàng pháp học mà sư Từ Siêu đã biết đó. Pháp ba chi hết cao thượng, hành cao thượng và giải thoát cao thượng, đó chính là chỉ có niết bàn, tức là một sự giải thoát để chấm dứt sanh tử luân hồi, không còn bị sanh tử khổ đau. Thì như thế nó là một cái pháp bài bản căn bản, chứ không phải là chúng ta thấy không có pháp học rồi chúng ta tiến hành pháp hành có như thế này thì được, có pháp học nhưng chưa chắc thành tựu pháp hành, hay là có pháp học nhưng chưa chắc thực hiện được pháp hành và không thể thành tựu được pháp hành. Ok, dạ, thì cái điều đó chính xác như vậy. Còn pháp và lực này, trong pháp và lực này có pháp học và pháp hành, có pháp học và pháp hành, mà pháp học không cần thiết thì chỉ nên mình không khởi con. Có pháp học và pháp hành thì pháp học quá cần thiết, rất cần thiết trong pháp và lực này, trong quá trình tiến tu này. Bởi vì chúng ta nghe nói pháp học, chúng ta cứ nghĩ rằng là ngồi đó học và năm này tháng nọ ngày kia, nhưng đó chính là cái sự thấy, chính là cái sự hiểu, chính là cái sự thọ trì, mà do nghe hay là do cái sự suy xét, do cái sự thọ trì để chúng ta. Dạ, thì cái tập siêu thì đó chính là cái sự hiểu biết suy nghĩ của con là vậy. Còn nếu có điều gì mà cần bổ túc là để chỉnh là những gì mà nếu như con còn thiếu sót thì kính thỉnh sư phụ. Dạ, cùng mời sư phụ quay trở lại. Sa thú kính trình từ đó từ quyền rất nhiều, rất là truyền vượt thường từ sư với thường thật từ quyền để giúp sáng hôm nay cũng có một vài việc có thể gián đoạn của quý vị. Thứ vì khi chúng ta đọc vào trong kinh Trung Pháp Luân đó, thì Đức Phật này có dạy về ba luân 12 chữ, đó là đây là khổ cần được hiểu biết và khổ đã được hiểu biết. Nhân sinh khổ, bất diệt, đây diệt, diệt cần được chứng ngộ và diệt đế đã được chứng ngộ. Đây là đạo đế cần được tu tập, đạo đế đã được tu tập 12 chữ. Thì ngày thực sự ngày gọi nắng ngắn á, ngày ngày nắng là khổ cần biết, tập cần diệt, diệt đế cần thành và đạo đế cần thành. Dạ, cố tâm diệt đạo. Thì khi mà chúng ta đọc giáo lý tứ đế qua ba luân 12 chữ thì chúng ta thấy rõ ràng, rất rõ ràng, đó là một cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành. Chúng ta không thể nào thực hành đạo đế mà không biết về sự khổ, không biết về nhân sinh khổ và cũng không biết về gì khổ. Cũng như là chúng ta không thể nào đi một hành trình dài và chúng ta không biết điểm đến, và chúng ta không biết những đoạn đường nào mình phải đi vượt qua và phải vượt qua một cách nào khi có chứng ngại. Về điểm này rất là cần thiết. Nên chi trong giáo lý tứ đế đã cho chúng ta nhiều cái chìa khóa, cho chúng ta nhiều cái giải thích về những khúc mắc trong sự học hành của đời sống của Phật tử. Và chúng ta không nên nhìn vấn đề một cách gọi là võ đoán hay là một chiều, nói rằng mình tu là mình đã học trước đi, học như xong mà đã hành rồi, hay là tu là hành thì chỉ biết, nếu không hành đó thì chỉ biết nói không có làm. Những cách nói đó thứ gì là nó nói rất là võ đoán. Chúng ta nên hiểu rằng trong lúc chúng ta học, chúng ta cũng là hành, chúng ta cũng nên hành, và chúng ta cũng trong lúc chúng ta hành thiền, chúng ta cũng nên học. Chúng tôi thấy các cái trường thiền đó thì luôn luôn trường thiền nào cũng vậy, có những cái buổi pháp thoại mà bị vị thiền sư giảng rõ thế nào là chánh niệm và thế nào thân thọ công pháp và thế nào là chướng ngại người tu tập, giải rõ. Tức là chúng ta thấy được phủ nhận lý thuyết. Chúng tôi nhớ rằng ở trong thiền tông của Phật giáo Trung Hoa đó, Nhật Bản có câu gọi là bất lập văn tình, giáo ngoại biệt truyền.
nó là bất lập phân tử, hiểu theo nghĩa nào đó. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng ngay cả trong thiền tông thì cũng có rất nhiều bộ sách. Ngày xưa thì có sáu cửa vào động chứng thất, hay là ba trụ thiền, hay là chúng ta nói về bích nhâm lục, hoặc giả là trong cận đại thì chúng ta có bộ thiền lục, bộ siêu khi, một bộ sách lớn mà rất là cổ tông ở Việt Nam chúng ta. Nói chung là không có mặc dù nó mất là văn tự chứ cũng kinh điển rất là nhiều. Thì thứ gì ngôn ngữ văn tự lý thuyết giúp cho chúng ta hiểu, nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng mình hiểu như vậy là mình dừng ở tại đó. Bởi vì Đức Phật dạy rất rõ rằng khi mà chúng ta đi tìm lỗi cây đó, thì chúng ta sẽ phải vượt qua một số những cái cám dỗ, những dính mắc không cần thiết. Ví dụ như là thích về cái hoa lá cành bông hoa, rồi ngoài bông hoa thì chúng ta chỉ thích cái vỏ cây, ngoài vỏ cây chúng ta chỉ thấy cái giác cây, cho đến khi bỏ những thứ chúng ta mới tìm được cái loại cây. Thì tương tự về trong cuộc sống thì rõ ràng là người Phật tử học Phật pháp, tiếp xúc Phật pháp, chúng ta có học nhiều về lý thuyết, về văn tự, đó là những gì mà chúng ta học ở đây. Không phải là những gì chúng ta học ở đây là vô giá trị, rất có lợi ích, rất lợi lạc, như quý vị thấy. Quý vị thấy là rất lợi ích. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ chấp thủ rằng mình học như vậy là đủ, mình hiểu rồi, không cần làm gì hết, thì đó là điều đáng tiếc. Tại vì chúng ta chỉ học về lý thuyết thôi. Cho nên chúng ta nên có được cả ba, đó là mình lý thuyết và sự thực hành. Mà thứ còn một điểm khác cũng rất là quan trọng để chúng ta nói đến trong bài học thứ đấy ngày hôm nay, là cái liên hệ giữa cái tổng quan và chi tiết. Tổng quan tức là cho chúng ta một cái khái niệm toàn diện. Ví dụ như mình sẽ đi từ điểm A tới điểm B, mình biết là khởi phát từ đâu, đến đâu là điểm cuối cùng. Nhưng mà rồi không phải chúng ta vừa đi mà chúng ta nghĩ điểm đến thôi, mà dọc đường chúng ta phải để ý những ngã tư, những nơi có đèn hướng dẫn lưu thông, những chỗ thì đủ xăng được cái chỗ nghỉ ngơi, và cái quan tâm trong từng chặng cũng quan trọng. Trong cái chung thì cần có cái riêng, và trong cái riêng cần có cái chung, trong cái tổng quát thì có cái chi tiết. Về điểm này thì quý vị thấy rằng các chương trình Phật pháp mà mình học ở tại đây, ngay cả cái môn Phật học cơ bản luôn luôn có phần tổng quan. Tổng quan cho chúng ta cái nhìn toàn diện ban đầu. Nó sẽ là một điều rất là đáng tiếc là chúng ta quá chú trọng đến hiện tại mà chúng ta quên đi cái mục đích thiết yếu. Ngài Ajahn Ngài có nói rằng nếu mình đi ngang một khu rừng mà mình chỉ chăm chú vào cái cây thôi, thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ lạc mất phương hướng. Trong đời sống tu cũng vậy. Hiện tại nó có nhiều điều thiết thực, nhiều điều cần được quan tâm. Nhưng mà nếu chúng ta quá tỉ mỉ, quá tẳng lặng từng chi tiết, và chỉ tập trung vào chi tiết thôi mà không nghĩ đến đường dài, thì chúng ta cũng mất phương hướng. Mà nếu chúng ta chỉ nghĩ đến cái đường hướng về lâu dài, mà trong hiện tại chúng ta tập trung, chúng ta không tập trung, thì chúng ta cũng sẽ không có làm được. Bởi vì giữa cái chi tiết và cái tổng quát luôn luôn có liên hệ lẫn nhau, giống như giữa lý thuyết và thực hành vậy. Và nói về cái tổng quát và chi tiết, thì quý Phật tử sẽ thấy rằng trong bát chánh đạo mình có đủ. Ví dụ như là nói về khổ, nhân sinh khổ, nói về sự diệt khổ, là một cái đề tài rất sâu, rất cao, rất rộng. Nhưng mà cái đề tài đạo đế, con đường dẫn đến thoát khổ đó, thì có những chi tiết. Chi tiết đó là chi tiết mà chúng ta không thể không để ý, như thế nào chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, v.v. Tôi mong rằng bài học về tứ đế sẽ đưa chúng ta đến một cái tinh thần tương đối là rộng thoáng và thiết thực ở tu của mình, ở học của mình. Ngày hôm nay thưa quý vị, cái phản ứng của phần ông chúng ta là nặng về cái gì đó. Chúng ta quá nặng về cái hình thức, chúng ta quên về nội dung. Chúng ta quá nặng về lý thuyết, chúng ta quên về thực hành. Chúng ta quá nặng về cái tổng quan, về phần chi tiết. Không có cái nào nên bị
được xem là không cần thiết. Dạ, không cần thiết để quan tâm. Nếu không cần thiết quan tâm, Đức Phật đã không đề cập đến. Và nếu chúng ta thường suy nghĩ về giáo lý tứ đế, thì ở đó chúng ta sẽ tìm ra được nhiều cái khía cạnh rất là lợi lạc cho sự thực hành. Ví dụ như là nói tứ đế, chúng ta nói về sự khổ, và tập đế là nhân sanh khổ. Nhưng mà nói về diệt đế và đạo đế đó, thì nó không phải là hạnh phúc mà nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc. Yeah. Cái sự liên hệ giữa khổ tập nó khác với diệt đạo. Khổ tập nó là nói về nhân và quả. Yeah. Đây là nguyên nhân tạo nên hệ quả là đau khổ. Còn diệt đế và đạo đế thì đây là cứu cánh, và đây là con đường dẫn đến cứu cánh, chứ không phải là con đường. Đây là một sự sản sinh ra cứu cánh. Yeah. Thì nói cô độc như vậy để chúng ta thấy rằng giáo lý tứ đế có những cái điểm rất là đặc thù mà chúng ta cần phải lưu ý. Thế ví dụ như là khi mà mình nói rằng chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến, chánh tư duy vân vân, thì chúng ta quan niệm chánh đó là chân chánh, nó mang cái cách đạo đức. Nhưng mà chữ chánh ở trong đó nó còn có một ý nghĩa rất là quan trọng, đó là làm đúng cách thì đạt được việc. Nó không phải là cái chuyện của luân lý đạo đức, mà nó là chuyện mình đọc đúng cách thôi. Nỗ lực đúng cách, chánh niệm đúng cách, tập trung đúng cách. Ở đây thì càng học về giới lý tứ đế thì cho chúng ta thấy rằng đề tài này là một cái đề tài rất là rộng lớn. Dạ. Giờ quý vị qua hiện chờ chút xíu. Hello. Cô tự nhiên gọi lại được không? Tôi đang bận ở trong lớp Phật Pháp á. Dạ, khoảng chừng... Dạ, khoảng chừng 15 phút nữa mới xong. Dạ. Xin lỗi quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ. Thì tại sao chúng ta không đi ngay vào trong khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế mà chúng ta phải mất cả thời giờ bằng đến ngày hôm nay? Thì nhiều khía cạnh như vậy. Là bởi vì thưa quý vị, chúng tôi muốn là chúng ta nên học giáo lý tứ đế bằng một cái nhìn nghiêm túc. Nghiêm túc có nghĩa là không phải là nghe cho có nghe, và đây không phải là một đề tài như những đề tài hay là một món ăn ở trong nhiều món ăn được bày lên bàn, hay là một bữa cơm giống như mỗi ngày, không phải như vậy. Mà giáo lý tứ đế đó, cho chúng ta biết về toàn bộ giáo pháp của Đức Phật. Thậm chí chúng ta nghe Đức Phật nói rằng xưa cũng như nay, như là chỉ dạy về sự khổ và sự diệt khổ. Và rồi khi chúng ta học về giáo lý tứ đế đó, thì gần như rất nhiều vấn đề của đời sống đòi hỏi chúng ta phải đặt lại về cái tính cách thực tiễn, về tính cách kịp thời, về cái tính cách, về cái sự liên hệ giữa lý thuyết và thực hành, về cái tính cách mà chúng ta gọi là liên hệ mật thiết giữa cái tổng quát và cái chi tiết. Những điều này nếu không được nói, không được đề cập, không được nêu lên ở tại đây thì có lẽ là tứ đế chúng ta thấy tứ đế chỉ là một đề tài pháp số, giống như là tứ như pháp và tứ vô lượng tâm, nhưng mà không nên hiểu tứ đế như vậy. Tứ đế là một đề tài lớn, không phải chỉ lớn mà là đề tài quan trọng, không phải chỉ cũng quan trọng mà nó là đề tài thiết yếu cho sự học, cho sự tu, cho cuộc sống hàng ngày. Và chúng ta phải hiểu đề tài này giống như Tôn giả Xá Lợi Phất nhắc nhiều lần, và cũng như qua lời dạy của Đức Phật, là nếu chúng ta có thể nhìn thấy tất cả những lời dạy của Đức Phật, cho dù là những lời dạy trong người xuất gia hay người cư sĩ, cho dù đời này hay đời sau, cho dù cái sự tu tập giải thoát hay là tạo phúc báo trong hiện tại, đều có liên hệ tới tứ đế đó, thì lúc đó chúng ta mới thật sự hiểu giáo lý tứ đế là gì. Thì nếu chúng ta hiểu rằng ở đây nó là một cái nội dung mà nó không liên hệ đến những thứ khác, và những thứ khác đó, nó hoàn toàn khác biệt với thứ này, thì đó là một điều đáng tiếc. Khi mà chúng tôi còn khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, quý vị, chúng tôi hay
được nghe ông ngoại là một ông thầy nho sống ở miền quê, rồi cái tinh thần của người miền quê đó, đôi khi họ thích tranh luận cái gì là đạo, cái gì là đời, là cái gì của đạo khác mà đời khác, mà thật ra thì ảnh hưởng người Pháp họ rất là sợ cái tôn giáo ảnh hưởng đến cái tinh thần về chính trị xã hội, thành ra họ muốn tách rời ra, họ hay tuyên truyền về cái sự khác biệt giữa đạo và đời, cái gì thuộc về đạo đó không thuộc về đời. Nhưng mà họ nói sao mình nghe thấy hay, nhưng mà lớn là học Phật pháp mình hiểu rằng cái phân biệt như vậy nó ngây ngô lắm. Khi mà mình nói về khổ đế thì nó có cái gì gọi là để phân biệt đạo và đời, khi mà nói về tập đế cũng có gì phân biệt đạo và đời, nó là như vậy đó. Thực tế của đời sống, đời sống là đời sống, dù đó là đời sống người cư sĩ hay đời sống người xuất gia thì cái khổ cũng giống như nhau, nguyên nhân sinh khổ giống như nhau, và cái hành trình để dẫn đến giác ngộ giải thoát cũng giống nhau. Mà nếu chúng ta cố gắng vẽ một cái lòng tranh rất là rõ là ồ đây là đạo, đây là hoàn toàn đời đó, thì cái nhiều khi nó không có đúng vào đâu hết, và nó không nhầm vào đâu hết. Cuộc sống nó vẫn là cuộc sống thôi. Và thưa quý vị, chúng tôi mong rằng với những gì mà đã được quý vị đã được nghe, đã được chư tăng giới thiệu trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một cái nhìn khác với giáo lý tứ đế, không phải chỉ nghiêm túc mà chúng ta thấy sự lợi lạc, là chúng ta hiểu rằng tại sao từ khi Đức Phật ngài chuyển pháp luân cho đến ngày phiên tịch niết bàn, tất cả những gì ngài dạy đó nó đều nằm ở trong cái khuôn khổ của tứ đế. Mặc dù có những lúc hoàn toàn tứ đế không được đề cập, không được nói ra, không được nêu đích danh. Và giáo lý tứ diệu đế được hiểu về phương diện pháp học hàng ngày, nhưng mà tứ đế cũng có thể tìm thấy ở trong thiền quán, thí dụ trong quán niệm, ở pháp quán niệm xứ, và chúng ta quan sát tứ đế trong đời sống, trong đời sống của hành giả, trong cái bước đi, trong cái tâm ý suy nghĩ, trong cái cảm thọ vui buồn, vân vân. Và nếu chúng ta là người con Phật, học Phật pháp mà chúng ta đánh giá thấp về giáo lý tứ đế thì thực sự chúng ta có vấn đề lớn lắm. Vấn đề đó là chúng ta không hiểu rõ cái mục đích thật sự của Phật pháp là gì, và tại sao chúng ta cần hướng đến mục đích đó, và cái mà chúng ta cần hướng đến mục đích đó là đời sống hiện tại có cái hệ lụy, có vấn đề cần giải quyết, và cái giải pháp đó là gì, và làm sao để đạt đến giải pháp đó. Nó tương tự như là thưa quý vị, một người sống một cuộc đời mà nếu người bị bệnh thì cái việc mà chữa trị bệnh nó đòi hỏi nhiều thứ, đòi hỏi chúng mình đó là gì? Biết bệnh chưa đủ, phải biết nguyên nhân của căn bệnh và biết về thế nào là chữa trị và phương cách chữa trị, những cái chữa trị thế nào gọi là ổn thỏa, là được tốt. Với điều này thì chúng tôi mong rằng mọi người sẽ sẵn sàng để chuẩn bị đi vào trong cái nội dung phần 2 của giáo lý tứ đế của tuần lễ tới đây. Và chúng ta cũng nên nhắc một điều rằng nội dung của bài kinh Chuyển Pháp Luân là kinh đầu tiên, bài pháp đầu tiên mà Đức Phật giảng đó, thì ở trong đó đặc biệt đối với giáo lý tứ đế. Và trước khi Đức Thế Tôn ngài viên tịch niết bàn, ngài không có nói về tứ đế trong cái câu nói sau cùng, nhưng mà ngài dạy rằng: này chi tỳ kheo, các pháp hữu vi là vô thường, các con phải tin lấy. Thì đó là lời dạy rất ngắn, nhưng một lần nữa là dạy này hoàn toàn nằm ở trong cái hệ luận của tứ diệu đế, và hoàn toàn nằm ở trong điều Đức Phật dạy rằng sự khổ, nhân sinh khổ, sự diệt khổ và con đường đến diệt khổ. Cuộc đời vô thường, tại sao điều đó là điều mà chúng ta phải nhìn? Tại sao chúng ta phải nhìn các pháp hữu vi là vô thường? Mà khi chúng ta nhận được pháp hữu vi là vô thường thì chúng ta làm gì? Thì chúng ta phải tinh tấn nỗ lực. Mà cái tinh tấn nỗ lực đó nó có một vị thế thế nào liên quan đến đạo đế vân vân. Thì nói chung thưa quý vị, chúng ta càng học càng suy gẫm, và cho dù quý vị học những môn nào ở trong đây, còn điều đó là thắng pháp Bali hay là tương ưng vân vân, nếu quý vị có thể tìm thấy một bài kinh nào, một đoạn kinh nào mà nó không có liên hệ gì đến tứ đế, quý vị quan hệ cho chư tăng biết, chúng tôi sẽ thỉnh chư tăng để trả lời. Nhưng mà chúng tôi có thể khẳng định quý vị rằng tất cả đều nằm ở trong giáo lý tứ đế.
Chúng tôi xin được kết thúc chương trình hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bích Đa Đa Ma. Ngày mai này thì chúng ta sẽ có môn học Kinh Tứ Ích và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Đăng. Kính đại lý và thượng tiểu sư, đảnh lễ chư tôn đức, thân chờ tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Thầy. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng đông đông thành kính đảnh lễ tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn cũng như giảng giải bài học ngày hôm nay để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, con kính tri ân để Đức Tề Tri cùng đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân chỉ không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành thanh tịnh hâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh, cảm ơn quý ớt để hiệp trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức trả làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Con thành kính tri ân quý ngài, Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng.
see.